vụ sang tên xe. Văn phòng chúng tôi chuyên lo về dịch vụ sang tên xe, xin giấy chủ quyền xe, đóng tiền thuế lưu hành để lấy sticker xe liền tại văn phòng và giúp quý vị bán xe cũ cho chính phủ với giá lên tới 1.500 đồng. Nhân viên rất vui vẻ, nhanh nhẹn, phục vụ tận tâm và uy tín. Mọi chi tiết xin gọi Henry Nguyễn 714-422-8266. Văn phòng số 12432 Brookhurst Street, Garden Grove, góc đường Brookhurst và Lamson. Hồi nãy chị nói là đặt cái vấn đề về cái vấn đề cái tựa đó, thì theo chị là cái tựa gì là thích hợp mà chị muốn nhìn thấy cái ngày hôm nay? Theo chị thì chị tới thì cũng hơi trễ, nhưng mà có thể kéo tới gần nhưng luôn. Mà chị biết á, cái diễn đàn của em bây giờ là best, rất nhiều người coi và đã bắt đầu tin tưởng cái sự thật về những cái gì em đẩy lên, thì chị mong rằng bữa nay em đi từ đầu đến cuối, phải không, thì em làm sao cho cái sự ngộ nhận này giữa người dân và những cái điều dư luận á nó nhẹ đi. Bởi vì bên cái phe của thị trưởng Tạ Đức Trí á, thì bây giờ giống như dùng vậy mà nói sai sự thật hết. Mà người dân nhiều khi á, em biết media rất quan trọng, nhiều khi nói mà không đúng á, người dân người ta cũng biết luôn á. Thành ra nếu em muốn cho thành phố này yên, và Dr. Kim Lee là một người tốt, cổ muốn đem cái tâm cổ ra phục vụ, mà giờ cái đánh phá hoài, nếu như ví dụ nhiều người ta nản, ta bỏ luôn, có phải ổn cho một nhân tài không? Chị không nói là Trí không phải là nhân tài, nhưng điều Trí sai, Trí không có nhận cái đó, rồi kéo nguyên cái nhóm, rồi bây giờ giống như kéo thêm một cái người mà người ta nói rằng không có cái óc á, là Ngô Kỷ đó, đi nói những điều, tại Hy nói Hy không có sợ, tại Hy giống như là cái người không có danh dự, không có sợ ai thưa ai gửi gì, Hy nói bừa để mà được một chút benefit nào đó, theo chị nghĩ. Tại vì Hy là một người bây giờ Hy không còn cái đường nào, hồi trước thì đòi treo cổ Tạ Đức Trí, bất cứ ai đây mà Hy không ăn được tiền là Hy treo cổ người ta. Bây giờ Tạ Đức Trí lại để cho Hy binh á, tự nhiên Trí làm cho mình bị nhơ nhuốc. Chị nhìn chị thấy cái này phải hỏi cho rõ, cái chị mới nói là ăn tiền này nọ đó, thì cái đó là do cái suy đoán hay là chị có một cái bằng cứ nào đó nó một cách rõ rệt có thể đặt ra được hay không? Em biết, em nhìn một cái người không làm việc gì hết mấy chục năm nay, ăn dạ là một, ăn trực là hai, chị dám nói ăn gian sự thật mà không biết nhục một người đàn ông á. Chị nói thật, nếu em có cái lương tri, nếu bây giờ em có nghèo, em cũng sống trong sạch, người ta vẫn trọng. Còn cái này không, cho rằng mình tốt mà thật sự mình không tốt, chửi những người tốt, thì với cái lương tâm đó, một người đàn ông như Hiêm á, không nên sống ở thế gian này. Bởi vì sống không có làm gì cho, ngay cả đất nước Việt Nam Hiêm cũng đâu làm gì đâu, ở cộng đồng này cũng vậy. Hiêm chỉ là một người phá hoại. Em biết bây giờ người ta ngộ ra đó, người ta nói Ngô Kỷ á, mà chết á, cộng đồng này yên. Thôi bây giờ cái đó nặng nề quá, cái đó nặng nề quá, nặng nề quá. À, cái đó thôi, hôm nào là để có chị với lại ông Ngô Kỷ ngồi đối luận với nhau, thì sẽ có cái buổi, thôi để đây cho chị. Ngô Kỷ không bao giờ dám đối diện với chị, tại vì sao? Thời gian mà Hy đánh phá giáo sư Nguyễn Ngọc Bích á, Hy được lệnh của ai mà khi giáo sư Nguyễn Ngọc Bích tranh đấu cho Biển Đông để mà cùng với Phi lấy lại cái chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa, thì Hy lại chửi giáo sư Ngọc Bích là Việt Cộng, là cái thằng dốt. Mà trong khi đó là một nhà trí thức cả thế giới người ta ngưỡng mộ, đang đấu tranh cho đất nước, và Hy đem lên cái diễn đàn. Nhưng mà bây giờ nó hơi bắt đầu lan qua cái đề tài của ông Ngô Kỷ, thì chắc là hôm nào khác chị với ông Ngô Kỷ ngồi. Bây giờ em muốn hỏi chị bây giờ cái quay lại cái tựa đề chị đặt nãy giờ, thì nó liên quan tới ông Tạ Đức Chí, rồi chị nói là về bà Kim Ly Hồ đó. Câu hỏi muốn đặt ra chị nè, chị có nghe bà Kim Ly Hồ trình bày ngày hôm nay? Những hôm khác chị có nghe ông Tạ Đức Chí trình bày hay không? Mà chị có thể khẳng định, và vì sao nếu như vậy thì vì sao chị tin vào bà Kimberly Hồ là đúng mà nói rằng là Tạ Đức Chí là sai? Tại vì mỗi người họ trình bày ra cái vấn đề đều là trình bày theo cái vấn đề của người ở đây lâu rồi. Dạ. Và chị theo dõi những cái biến chuyển của chính trị. Và điểm thứ ba, sự thật. Chị căn cứ theo sự thật. Một cái điểm quan trọng là giữ cái impress rất mạnh. Một người nói xạo á, cho dù biện luận thế nào vẫn là không đúng, đúng không? Đối với chị, những cái, chị muốn nhận xét một cái gì, chị kết hợp 4-5 yếu tố lận,
chị không có phe phái gì với Dr. Kim Bảo Hồ đâu, chị nói thật. Mà chị rất là quý Tạ Đức Trí ngày xưa. Nhưng từ khi mà Tạ Đức Trí làm sai, hỏi chị Dung câu, không có nhận đó, thì chị bắt đầu chị khoét sanh tại sao vậy, một cái người, một cái người mà hồi trước nó trong sạch như vậy, bây giờ tại sao sai lầm mà không chịu sửa, càng ngày càng không sửa đó, thì con người mình mất cái giá trị rồi. Dạ. Chị nói thật, cái đó là em, nếu mà em hỏi chị trước khi mà tiếp tục với chị Lê Chi thì có chị Dung ở đây. Chị Dung nãy giờ chắc cũng đã có quan sát cái sự trình bày của cô Kim Ly Hồ, nghị viên Kim Ly Hồ. Và chị Dung cũng là người cũng sinh hoạt trong cộng đồng này nhiều, biết nhiều nhân sự ủng hộ, nhiều khi hình như hồi xưa cũng có ủng hộ Tạ Đức Chí. Chưa bao giờ hả? Chưa bao giờ thế ủng hộ. Thế thì chị cho biết ý kiến về cái những cái sự trình bày của bà Kim Ly Hồ. Thùy Dung xin kính chào quý vị khán giả của Phố Bonsa TV, chào Vũ Hành. Thì Thùy Dung chỉ có muốn nói là từ trước đến giờ Liên Ủy ban Chống Cộng và Tay Sai vẫn luôn ủng hộ thành phố Westminster, tất cả những việc gì. Ngay từ lúc đầu thị trưởng Tạ Đức Chí ra làm việc với cộng đồng thì chúng tôi rất là ủng hộ ông. Nhưng mà từ hồi he follow cái nghị quyết 36 mà he tặng cái bằng tưởng lục cho Ngô Thanh Vân là cọc, đó là tên Việt Cộng mà làm vùng, thì tất cả các thành viên trong Liên Ủy ban đã chống lại và đã nói thị trưởng Tạ Đức Chí đổi, sửa đổi, nhưng mà thị trưởng Tạ Đức Chí không, hy không bao giờ sửa đổi cái sai lầm của họ. Và sau những cái việc mà làm ở Westminster City thì tôi thấy là họ không có thay đổi, và càng ngày thì càng dấn thân, vẫn tiếp tục vào con đường mà để cho Việt Cộng tiếp tục hoành hành tại cái thủ đô tị nạn cộng sản. Đối với một người hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa thì chúng tôi không chấp nhận những tay sai, những tên bưng bô cho Việt Cộng, nhất là ở đây Thùy Dung nhắc tới Ngô Kỷ. Lúc nào Hy cũng nói là Hy là Ngô Kỷ gọi là chống cộng kịch liệt như vậy mà chị Thùy Dung nói rằng ông ấy là bưng bô cộng sản à? Không phải chống cộng, nhưng mà tất cả Thùy Dung không nói là Hy chống cộng, không phải là sai. Hy chống cộng nhưng mà cách Hy chống á, Hy nói năng rất là bất, rất là một người mà không có học. Tại vì trước khi mình làm cái gì mình cũng phải nghĩ lên cái công ơn của những bậc tiền nhân trước, chứ không phải là Hy muốn nói gì thì nói, Hy muốn làm gì thì làm, Hy không thể nào nói như vậy được. Và nhất là đây là lần cuối cùng Thùy Dung cũng không có muốn nhắc lại những cái chuyện mà Ngô Kỷ đã làm gì, tại vì cái đời sống của Ngô Kỷ rất là rối rem, rất là tèm lem hết á. Còn Trần Nhật Phong cũng là không có phải là good, từ bà Thanh Hiền. Vì bây giờ Thùy Dung lâu, Thùy Dung không có biết về bà Đào, thì bây giờ Thùy Dung mới nhìn thấy những cái status mà bà Đào lên chửi nghị viên Kim Bê Lê Hồ, thì cái người đó nếu mà thật sự đó là một người quốc gia thì không nên nói những câu như vậy. Và hơn nữa đó, Chí Tạ là một người đàn ông mà nói, mà đi hành xử với lại một người đàn bà mà đi chỉ trích họ, đi cu cáo cho họ, đó không phải là một người đàn ông. Tại vì đàn ông họ không làm những cái việc đó. Chữ Chí Tạ có vu cáo gì cho bà Kim Ly Hồ hay không? Có. Hay là qua những người khác nói mà thôi? Có. Thì trưởng Chí Tạ đã từng nói là Kim Ly Hồ là làm giật sập, đưa những cái bằng cớ là Kim Ly Hồ hòa cùng ấy để mà dập sập cái cổ thành Quảng Trị. Thật sự không có, là tại tụi tôi chỉ chống những cái người mà mang danh những cái bạch chú bác để mà làm có lợi cho Việt Cộng, cho lợi cộng sản, chứ tôi không chống cái vụ mà cổ thành Quảng Trị. Khi mà mình xây dựng một tượng đài á, thì mình rất là appreciate cái những cái công lao của các bác, các chú đã hy sinh, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh. Nhưng mà mình không phải vì đó mà mình
đặt chỗ nào mình cũng đặt được. Có thể là mình có dùng một cái chỗ nào, một miếng đất nào. Còn cái Memorial Park, Freedom Memorial Park, nó là một cái của gọi là chung Republic, mà thật sự mình qua đây là vì mình tị nạn cộng sản, mình ở nước người ta thì mình phải cũng phải biết điều, chứ không phải là mình người ta cho mình đã đặt những cái tượng đài như mình 7-6 vị tướng lãnh, hoặc là tượng đài 74 vị hoàng sa là đã quá lắm rồi. Mình không có thể nào đòi hỏi người ta thêm là tôi muốn như vậy, tôi muốn thêm, đặt thêm cái này, thêm cái nọ. Đó là điều quá sai. Cái đó hơi bà cũng hơi qua rồi, cho nên là bây giờ đặt có cái chuyện này, sẵn có ba vị ở đây, tôi muốn đặt cái vấn đề này, hỏi ý kiến ba vị luôn. Cái chuyện đang hiện đang xảy ra đó, tức là liên quan tới cái việc mà thị trưởng Chí Tạ cái văn phòng phải dời từ bên kia qua bên này đó. Cái thứ hai nữa là có xuất hiện cái chiếc xe, chị cũng thấy hồi nãy đậu ngay đằng trước đó. Chiếc xe là đề là dân cư tiếp tiếp thị trưởng Tạ Đức Chí đó. Thì chị nghĩ gì về về chiếc xe được tạo ra để cho có cơ hội cho thị trưởng Chí Tạ có chỗ để mà tiếp cư dân như là cái người tổ chức nói đó. Thật ra thì tôi thấy nó cái chuyện đó nó cứ như là giống như là Việt Cộng á, nó đi đến đâu nó rao giống như là cái này, việc này là việc của chung hay là việc của thành phố, nhưng mà tại sao Chí Tạ lại làm giống như là, tôi cảm tưởng giống như là cái này là đi rao bán hả, đi bán đồ hả, cái này đâu trong đấu đây đâu phải bán đồ, đi bán cái gì ạ, cái chiếc rao xe đó không có bán ạ, chiếc xe đó để gặp ấy. Nhưng mà tôi cảm thấy giống như là thị trưởng muốn đến để gặp người ta, để ở tôi đây tôi làm rất là nhiều việc, nhưng mà khi mà làm những cái đó nó giống như là một cái việc mà những người đàn ông, mà thật sự một người đàn ông mà đối với cương vị một người thị trưởng không nên dùng vậy. Nhìn với có điều kiện có chiếc xe như vậy đó, thì chị nghĩ chị sẽ tận dụng cái điều kiện đó để gặp thị trưởng Chí Tạ để đặt đạo ý kiến hay không? Nếu mà thật sự với Thùy Dung thì Thùy Dung không thấy nó vô ích. Tại vì cho Hy có thể Hy làm nhiều việc khác, nhưng mà Hy làm như vậy đó là Hy muốn đánh bóng cái tên tuổi của Hy là một. Thứ hai nữa, Hy muốn đồng hương biết là ta đây đến gần gũi với từng người một, tôi ngồi trong xe để tôi làm việc với đồng hương. Nhưng mà những cái chuyện đó vô ích, đồng hương họ không có ngu. Tất cả những đồng hương họ đều có suy nghĩ giống như Thùy Dung, chỉ là một đồng hương thôi. À, cái này cũng phải nói rõ là theo cái phỏng vấn với ông Ngô Kỷ, thì ông Ngô Kỷ nói cái ý tưởng này không phải là của thị trưởng Chí Tạ, mà là của ông Ngô Kỷ cùng với những người gọi là cư dân muốn tạo điều kiện cho ông thị trưởng, chứ không phải là của ông thị trưởng. Đừng nghe những gì Ngô Kỷ nói, thì y chang như Ngô Kỷ đã từng làm những cái việc mà phản phé cộng đồng rồi. Cho nên Ngô Kỷ là một tên mà bây giờ Thùy Dung nhắc lại một lần nữa, Chí Phèo Bôn Sa, và bây giờ Thùy Dung đặt cho Ngô Kỷ một cái tên nữa là Tú Bà Bôn Sa rồi. Trước khi chị đi thì không biết là nếu mà có điều kiện nếu có điều kiện thì chị sẵn sàng gọi là đối diện hoặc là đối chất hay là tranh luận với ông Ngô Kỷ hay không? Cứ sẵn sàng gặp Thùy Dung. Dạ, gặp Thùy Dung. Cô Thùy Dung sẵn sàng đối chất, đối diện, tranh luận với ông Ngô Kỷ. Đó là cô ấy nói rồi, có hai vị ở đây làm chứng có đúng không ạ? Thì bây giờ chỉ còn tùy theo ông Ngô Kỷ mà thôi. Bây giờ chắc mời anh Phúc đứng chỗ này, xong tôi hỏi một cái, xong rồi tới chị đó, chị Diệu Chi. Về, mời chị đứng ạ. Về cái việc mà cái chiếc xe đó, cái việc mà đổi văn phòng và tới cái chiếc xe. Anh có nhìn thấy chiếc xe nãy không? Có, tôi có thấy. Thật sự đây là cái trò. Anh thấy nghĩ rằng đó là một ý kiến tốt để cho thị trưởng có cơ hội không? Thật sự bây giờ để phe phái để chống nhau, cái trò hề này cũng Ngô Kỷ làm hoài. Cái trò làm như là miễn là pathetic, là cảm động đó. Có thật sự văn phòng ông Trà Đức Chí còn nguyên ở đây, mình đi tham quan đây rồi, không có gì phải làm cái xe đó. Cái đó là trò hề của Ngô Kỷ diễn ra, bu xa này thôi. Chị có đồng ý như vậy không? Thưa tôi nói rò hề đó. Chạy chỉ biết Ngô Kỷ là ai, cho nên là mỗi đều đồng ý cả, hai vị đều đồng ý với cái kỳ cục lắm mà Tạ Đức Chí để như vậy không chịu không ngăn á, là Tạ Đức Chí còn mất điểm thêm nữa, giống như bôi bác Tạ Đức Chí luôn á.
mà tại sao không có chịu ngộ hết sức chị nhìn đó. Chị thấy nếu mà ở Việt Nam nhìn ta nói trời ơi ông thị trưởng giống như đi đi mùa hè đi bắn cam mà bắn cái cam này, bắn cái trò hè này con Ngô Kỷ ông diễn ra thôi chứ còn Tạ Đức Chí cũng không, không không có làm chuyện nhưng này đâu. Tạ Đức Chí phải nhưng stop trò hè này Ngô Kỷ diễn ra để cho nó đánh vào cái bàn nó đánh vào những người gọi là những người nhẹ dạ những người cả tin những người gọi là có chút lòng gọi là lòng mũi lòng đó là bịt cảm động đúng đó rồi. Thì đánh vào đó nó trời ơi giờ đuổi Tử Khí ra rồi cám mon Ngô Kỷ ổng làm những chuyện nhưng mà tôi với Ngô Kỷ thật sự đúng không rồi, tôi chả gì dặn ổng hết có một nhiều khi đi bét với nhau cãi nhau có ổng chửi tôi nọ có nhưng mà chuyện tôi không quan tâm nhưng mà Ngô Kỷ là 70 tuổi rồi nên sống thật với lòng mình đúng rồi nói câu thôi còn bây giờ cái sống giả dối qua cái chụp mũ hết người này cộng sản không phe phái ông Ngô Kỷ binh phe này chống kia bây giờ nói bà Kim Đi Hồ là chồng người Tàu là người Tàu cái chuyện Mỹ này là biết hiệp Trung Quốc mà như con tôi giờ đã ở Mỹ thì nó là người Mỹ nhưng mà nó có liên quan nó tới sai, Việt Nam hay là sai. Chồng có cái bịa chuyện không à 70 tuổi rồi sắp xuống lỗ rồi sắp chết rồi mà vẫn bịa chuyện cái hại người này hại người kia tại sao không dám thật sống thật lòng mình vậy đúng đó là lời tôi nhắn nhủ Kỷ thôi còn chuyện ông làm gì làm không quan tâm chuyện đó ông nhắn nhủ anh nhắn nhủ như vậy còn nếu mà có điều kiện nói chuyện trực tiếp để mà nói về những cái đề tài vừa rồi thí dụ như anh cho rằng là cái xe đó là chỉ để mà gọi là làm cho người ta tội nghiệp thôi nhưng mà ông Ngô Kỷ theo cái phỏng vấn của tôi thì ông không nói là như vậy thì có thể là có sao sự... làm sao ông dám nói những cái chuyện ông làm ra không sao cái đó thật sự không gì dễ hiểu á anh làm cái xe di động như văn phòng thị trưởng hả lấy kiếm bây giờ bị đuổi ra không có rồi bị mấy người cái ép bị mấy người City Council đó đại diện là bậc Kim Đi Hồ ép không có cái office để bỏ lên cái xe đó để chi để đồng bào thấy ô tội nghiệp quá đánh vào cái thậm chí Ngô Kỷ không dám nói sự thật là tôi Ngô Kỷ không dám nói những chuyện đó sự thật nhưng mà thì làm nó đối với tôi là vậy ông thì ông nói là anh thì nói như vậy như vậy thì anh nghĩ rằng là cư dân thì sẽ cái phản ứng về cái chiếc xe này thế nào sẽ làm cho cái câu này tôi cũng có hỏi với ông Ngô Kỷ tức là làm cho cư dân họ thông cảm thương cảm ông thị trưởng hơn hay là họ sẽ có tác dụng ngược tôi nghĩ là bad fire là tác dụng ngược rồi cái trò hề Ngô Kỷ chắc là ngược bây giờ rõ ràng bây giờ cái văn phòng ông Tạ Đức Chí vẫn còn ở đây nếu đồng bào là không tin thì cứ liên hệ với cô Kim Lê Hồ Kimberly Hồ sẽ dẫn vào thôi vậy thôi à. Mà tôi không nghĩ cái chuyện mà đuổi văn phòng ông Tạ Đức Chí ra vậy thôi chỉ cái giờ người ta chỉ dời chỗ này qua chỗ nọ để cho như bà Kimberly Hồ nói tôi thấy có lý tức là ông thị trưởng ngồi đó thì nhân viên lúc nào cái áp lực của họ cũng như mình vậy sếp đứng ngồi đó mình làm việc mình cảm thấy áp lực lắm đúng không cái chuyện tâm lý bình thường thôi cái mentality nó vậy thôi thì họ dời văn phòng đề nghị văn phòng thị trưởng qua một chỗ khác để cho không có những cái pressure không có những cái áp lực cho nhân viên và để cho ngăn cản những cái vụ việc sau này họ kiện mà đã thành phố Winter đã bị nhân viên kiện nhiều lần rồi về cái chuyện mà áp lực hoặc là sai người ta làm này làm nọ tôi thấy cái điều đó không có gì sai hết và tôi nghĩ những người City Council Winter làm đúng còn cái chuyện mà cô Kim Bi Hồ nói cô Tạ Đức Chí này nọ đó cái chuyện đó tôi miễn bàn là đối với tôi á tôi không có binh Tạ Đức Chí tôi không binh Kim Hồ đó là Kim Bi Hồ say Tạ Đức Chí say rồi he say she say đó người này kia nói rồi nó qua chích qua thác rồi quấn qua lại rồi tôi khi nào có tòa án kết luận tội ông Tạ Đức Chí thì tôi mới nói ông Tạ Đức Chí có tội thôi còn đối với tôi bây giờ là mọi người đều chưa có tội gì hết đó là những lời vu cáo của cô Kim Bi Hồ thôi mình cũng chưa biết đúng hay sai đó nhưng theo lời Kim Hồ nói thì đang có một cái cuộc điều tra đang on process on going on thì để mình chờ thôi đối tượng như vậy có lẽ chuyện của thành phố Westminster là một câu chuyện dài nhân dân tự vệ trước khi đóng lại chương trình thì mỗi người cho một cái ý kiến về tất cả những cái điều đang xảy ra ở thành phố Westminster cụ thể là giữa bà Kimberly Hồ và thị trưởng Chí Tạ và phó thị trưởng Charlie Chí Nguyễn ảnh hưởng tới rất nhiều những cái sinh hoạt trong thành phố cũng như trong cộng đồng người Việt. Xin mời chị trước ạ. The one cool thing about this Lorico i7 chair is it's research produced and built in the US. Which is pretty amazing. It's a special feeling to know that this is produced in the U.S. right at home. Hi, I'm Shonda Sawyer. You may know me from my work with Paris by Night, Tweenya. I'm here in my Lorico massage chair. The chair is made right here in America, which is awesome because we're supporting American businesses, American workers, and I love that. Cảm ơn Lân cho chị cái kết luận này. Thật sự ra đó, cả hai năm nay thành phố mình nó rất lộn xộn. Mà mình nhìn hồi nãy đi những người cư dân người Mỹ đó, không phải người Việt Nam.
người ta tin tưởng, người ta bầu cho những người Việt Nam mình đó là một điều rất là lucky. Mà bây giờ mình làm lộn xộn, mai mốt chắc người ta không dám bầu cho Việt Nam nữa. Tại thấy Việt Nam mình giống như là... Mà cái nguyên nhân là cái sự phá hoại của những người không có trách nhiệm với cái thành phố này. Thí dụ mình nói anh Ngô Kỷ đi, anh không hiểu vấn đề. Anh làm như vậy không nói gì, anh hiểu vấn đề. Anh vẫn cố tình làm sai cái sự thật. Lân có biết á, cách nay khoảng 7-8 năm về trước á, sau khi anh Ngô Kỷ làm sai á, chị nói với các đài đây mới cho anh Ngô Kỷ lên đài nữa đó. Chỉ có Hoàng Lân, after Hoàng Lân làm cái kinh này, Ngô Kỷ mới được nói chuyện. Bởi vì anh Ngô Kỷ lên nói đâu ai nghe nữa đâu. Ảnh lên không có ai nghe, chỉ nhờ kinh của em, ảnh mới đem những cái hỗn láo của ảnh mà lên ảnh nói thôi. Đó là một điều chị phải nhận xét là nhờ Hoàng Lân mà Ngô Kỷ có tiếng nói trở lại. Ngô Kỷ đâu có còn ai tin Ngô Kỷ nữa đâu. Tại một người đó nhờ cậy người ta rồi là phản. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, ăn nói không có đúng sự thật. Thứ ba, đánh vá những người không đáng tội. Nghĩa là ai cho ảnh một cái gì đó là biểu đánh Lân ảnh cũng đánh nữa. Tại chưa đó, chưa ai mướn ảnh đó. Chưa ai mướn anh Ngô Kỷ. Anh Ngô Kỷ là người bây giờ những người mà đang cho ảnh benefit này nè. Tại còn cho ảnh có dám khai những người đang cho ảnh những cái gì bây giờ làm cái gì không? Không dám đâu. Xe cổ thì ông Ngô Kỷ không có đây, thành ra nói về ông cũng hơi khó. Thế thì như là chị Dung đã sẵn sàng gọi là đối chất với ông Ngô Kỷ, thì chị Diệu Chi có sẵn sàng hay không nếu có điều kiện một cách gọi là cụ thể hai phía gặp nhau nói chuyện đối chất thưa chị? Chị nói em nói với chị cái này hôm mấy tuần trước phải không? Dạ đúng rồi. Chị nói thiệt em mà trước đó chị không muốn lên kinh em, tại em cứ mời Ngô Kỷ lên mất cái giá trị. Chị coi chị không muốn coi. Dạ. Chị nói thật, giống như cái kinh em đang thì nó cứ đem Ngô Kỷ lên hoài, chủ trương là nó cứ gọi là mà mở rộng cho mọi tiếng nói thôi chị. Em giống như câu view đem cái ba lá lên đúng không? Không đồng ý cái quan điểm. Mọi tiếng nói đều cần phải được lên tiếng thôi chị. Bây giờ chị nói thật, mình đã không muốn bịt miệng người khác thì mình phải có cái. Anh Ngô Kỷ không có tư cách nói chuyện với chị đâu. Tại vì anh Ngô Kỷ không đồng ý chuyện đó. Chị nói thiệt với em á, anh Ngô Kỷ có thể chửi bất cứ ai, dù không ai nhưng không dám với chị đâu. Khi mà chị gặp Ngô Kỷ, Ngô Kỷ phải sợ chị. Bởi vì Ngô Kỷ làm sai. Như vậy thì nếu vậy thì đâu có gì mà làm cho chị khó khăn, không thể ngồi giống như là trước đối chất với chị với ông Ngô Kỷ. Bây giờ chị nói nghe là trước, anh nói anh chửi giáo sư Nguyễn Bích, anh chửi những người đây. Đài nói bây giờ nếu không phải sự thật vậy thì mời giáo sư tới. Chị nói xin lỗi, giáo sư không có coi những cái chương trình mà cũng không ngồi để đối chất với một cái người low class như vậy. Chị như vậy mà chị đi ngồi với Ngô Kỷ à? Chị nói thật với em, chị không phải là hai gì đâu, nhưng Ngô Kỷ là rác. Trời ơi, ngồi không, gần hay để nói chị. Ngồi là quyền của chị, nhưng mà chị không thể em, nào nói em đừng mời chị cái này cái nữa. Cái kênh này không cho Ngô Kỷ lên được. Không, bây giờ em cứ cho ai lên đi. Hai câu chuyện hoàn toàn đừng có mời chị lên, mời Dung lên hay mời bất cứ ai mà đã từng ngồi. Không ngồi đâu, chị không ngồi với Ngô Kỷ, chị chửi Ngô Kỷ thẳng chứ chị không phải đi. Cần gì đối chất tại Ngô Kỷ không? Chị không nghĩ rằng là cái sự đối thoại nó mới làm cho người ta không. Hiểu nhau hoặc là ít nhất là giải quyết được vấn đề. Ngô Kỷ là một người á không có hiểu nữa. Hay không? Tại giống như người ta nói á, một con người sau thời gian phải có một sự trưởng thành. Ngô Kỷ càng già đánh mướn càng già càng sai càng thôi sai. Chúng ta như vậy thì chúng ta không nói người không có mặt ở đây thì không nói được đâu. Ngô Kỷ tên đánh mướn vậy thôi. Chị không có nói chuyện với mời các vị có một câu kết luận tuổi không dám sạch. Mời quý vị có cái kết luận về vấn đề Westminster chứ không phải có kết luận về ông Ngô Kỷ ạ. Tại Ngô Kỷ đang phá cái thành phố Westminster này nè. Dạ xin mời chị. Đó, chẳng lẽ thành phố nguyên một cái thành phố lớn như thế này mà một người có thể đánh phá được sao? Một thành phố dân, Mỹ như thế này mà một người đánh phá được sao? Em nói cư dân Westminster nhiều khi á, người ta chỉ coi truyền thông chỉ không có nắm sự thật. Mà truyền thông bây giờ giống như việc coi kinh em nè, mà em đem Ngô Kỷ lên là em nói cho him để nói bậy rồi đó. Bây giờ người dân người ta đâu biết sự thật nữa. Nhiều người còn hỏi chị trời ơi, cô ở đây sao nghe chị không nghĩ rằng người dân không biết sự thật thì người dân càng nghe được nhiều phía khác nhau, người dân càng có cái cơ hội nào để mà bây giờ em nói phía nào để có mà, ai lên để đâu mà, có ai để lên mà, đâu à, để em mà, cứ mời Ngô Kỷ lên hoài ai lên đâu không, có rất nhiều người chứ, chị nói vậy là không đúng. Chắc tại là chị xưa không xem. Chị nói em nghe tại xứ kinh em người ta không thích coi. Dạ không sao bây cả giờ đã coi bây giờ rồi thì em phải đưa sự thật ai lên. Thích thì người ấy coi em thôi, đừng có sao đem cả. Ngô Kỷ lên chửi người ta hoài riết người ta cảm giác như kinh này nó kỳ lắm. Chị là người rất thương em nhưng chị coi chị cảm thấy khó chịu là cũng giống mình nói thằng nó sai, nó say rượu nhưng nó cứ lệ nhè là hoài, mình muốn bực, mình muốn đi chỗ khác, đúng không em? Tại vì him chửi nhưng mà có nhiều người khác lại nói là có người khác khó chịu, người khác lại thích công Ngô Kỷ nói chuyện. Ai thích coi thì coi, dạ, nhưng ai thích coi mở lên không thích coi tắt xuống. Người nào thích coi đó,
Chị không cái nào có Ngô Kỷ thì đừng coi vậy thôi. Tắt đi. Tại chị coi kinh của Lân. Thì tắt đi, tắt cái chương trình đó đi. Có Ngô Kỷ rồi, coi đừng có coi cái đó. Bây giờ có Ngô Kỷ chị không coi, nhưng mà son tham chị coi để coi Hy Đăng. Nói láo cái gì? Chị chẳng còn tò mò. Không, không phải tò mò. Không phải tò mò mà cần coi. Cần coi để biết coi Hy Đăng nói láo cái gì chứ. Thì nó láo quá nhiều rồi. Đó, không, mình không thể bịt miệng được ai cả. Mới vừa rồi. Không nên bịt miệng ai. Thôi, bây giờ anh cho kết luận về thành phố Westminster và những chuyện đang xảy ra. Thật sự ra hôm nay tôi cũng theo dõi báo chí của Mỹ nhiều à, thì cũng có viết về thành phố Westminster nhiều lần rồi. Từ OC Register, rồi từ talk show của người Mỹ ở vùng này, họ mention tới cái chuyện mà những cái chuyện mà rắc rối ở trong thành phố Westminster rồi. Thì chúng ta sẽ chờ tới, như cô Kim Bình Hồ nói là đang để mà có cái cuộc điều tra đang tiếp diễn, thì mình hy vọng kết quả ra để mà thật sự ra đó, như tôi đồng ý cái quan điểm của cô Kim Bình Hồ đó. Người ta dân bầu lên những người city council, ngay cả ông xã Đức Tiến vậy là thị trưởng, rất nhiều chuyện để phải làm cho cái thành phố này nó càng ngày nó càng phát triển. Như những cái plan cô Kim Hồ nói làm tourism, rồi lấy những cái phân của chính phủ từ state, từ federal này nọ, nó không thời gian để mà đánh lắm cái kiểu này. Không thời gian để mà gọi là người này nói người kia, tối người kia, rồi lung tung. Chỉ như cô Kim Hồ nói đúng đó. Thì tôi kết luận lại là tôi mong cái chuyện này nó qua nhanh chóng. Đúng để rồi. Chi để tập trung tất cả những người dân bầu lên, năm người đó, năm vị đó đồng lòng. Đương nhiên cái personal có thể họ không đồng lòng, nhưng vì cái thành phố này họ quyết tâm, họ xây dựng lại, họ resolve lại để mà lấy những cái quỹ phan làm du lịch này nọ cho thành phố càng ngày càng phát triển. Và hả? Càng ngày phát triển thì thành phố có khách du lịch từ tới đây, thành phố có tiền nhiều, thành phố có tiền nhiều để ra chứ. Mình lợi là sao? Họ làm những cái công viên, họ làm những cái đẹp thêm, những cái du lịch, và sẽ hạ giảm thuế cho người dân đây nữa. Tại vì họ có những cái nguồn thu khác thì họ không đánh tăng thuế lên, sale tax này nọ, tất cả mọi thứ hết. Tại sao anh ủng hộ chuyện đó? Cái phí sinh đó rất thì tôi mong chuyện này nó qua nhanh để mà những người đó bỏ qua hết tất cả những hiềm khích cá nhân, bỏ qua tất cả vì cái cộng đồng này, vì cái thành phố Westminster này, mà trong đó có nhiều sắc dân chứ không phải riêng cộng đồng Việt Nam mình. Vậy thôi, tóm lại cảm ơn anh. Còn chị Diệu Chi ạ, chị cũng mong như lời của Phúc nói là mình ở đây, chị là cư dân đây rất lâu năm mà nhìn thấy thì mình buồn, tại chị không, là không người chị là người cộng đồng mà chị cũng ngày xưa cũng yểm trợ trí, rồi Kimberly cũng là người giống như đứa em chị, bây giờ cứ đánh nhau hoài mình buồn, chị không bên ai hết, nhưng chị buồn là tại làm sao mà nó ra nông nổi như vậy, mà chỉ có những cái không giải quyết được thì đáng lẽ nó đã yên, tự nhiên Ngô Kỷ vô moi vô móc, rồi Nam Quang lên nói này nói nọ, giống như đổ lửa vô dầu, mà Trí đang ở cái thế bị cô lập nên mới mượn mấy người này lên binh. Mình nhìn trời ơi, sao không mượn người nào có uy tín lên binh đi mượn, giống như mình bị vậy, mình phải đưa cái người uy tín, đưa người mà chúng ghét lên binh là Trí thấy tội nghiệp. Trí chưa, hôm trước chị có nói thiệt với Trí đang bị đốt cháy rồi, Trí bị đốt rồi, đốt. Và đó là cái kết luận của chị. Yes, là nếu Trả Đức Trí nhìn nhận rằng mình đã sai, bây giờ xin đồng bào thông cảm là Trí chưa có nhìn rõ vấn đề lúc đó, nhưng giờ Trí đã nhìn rõ. Bây giờ mình xây dựng thành phố, mình bỏ qua hết những gì, chúng tôi mong là được đồng bào thương. Chẳng những đồng bào thương, người cư dân đã thương, ta bầu luôn người Việt Nam, mình phải mình thắng hết rồi. Thật sự ông Trả Đức Trí á, personally á, tôi rất thích ông Trả Đức Trí, tính tình rất là hiền hậu, không có gì hết, gia đình đàng hoàng, tính tình hào, học giỏi. Nhưng mà một cái người nguy hiểm nhất á, mà đây tôi ghét nhất á, mà có thể là gọi là ghê gớm nhất là Nguyễn Quốc Lăng. Cái tay đó là chịu không được, cái tay đó làm thêm một người đằng sau không có mặt ở đây mà các anh muốn nói chuyện nữa. Trí hiền lắm, tiếng chuông chùa đã đổ, không, tiếng chuông thành phố đã đổ. Nhân cái tiếng chuông này chúng ta sẽ chấm dứt ở đây. Trí thì rất hiền lắm, và Trí đang bị gì đó chị nói, Trí đang bị đốt mà không phải là dân đốt. Đó là một cái mâu thuẫn đốt. Trí chết. Trí, nếu Trí không trở về với cộng đồng, không trở về với người dân. Nếu mà chị Trí không ngồi với ông Ngô Kỷ để mà nói chuyện, tranh luận, thì chị sẽ ngồi với ai để tranh luận? Tranh luận về cái gì? Về bất cứ những cái điều gì đang xảy ra thì chị không có thì giờ mới đi ngang đâu. Mới đi ngang chỗ kia chị thấy đó, đi ngang qua cái chỗ chị đó là đã có những người không đồng để ý với bà Kimberly Hồ. Chị là người làm việc ở trong. Cảm ơn chị rất nhiều. Chị thích nổ dạ. Để tranh luận. Rồi, cảm ơn chị. Chị mong rằng cái kinh của em đó bây giờ đã, nghĩa là tất cả, không phải nói 100%, 90% là thích, thì em làm gì cho đúng đi. Giống hồi xưa em có làm sai, sửa lại, từ từ mình improve lên, đúng không? Như Trí hồi xưa đã làm đúng, giờ Trí lại sai. Em hồi xưa em có những cái người ta ghét, bây giờ người ta thương. Chị mong là cuộc đời em đi lên mà. Cảm ơn chị, cảm ơn những ý kiến rất riêng của chị nhé. Xin giữ lại ý kiến đó của chị và ghi nhận. Chị nghĩ
Và chị nghĩ chị thương em không có sai khi mà em đã làm những tôi lại tốt, thấy tốt. Ngược lại càng cho Ngô Kỷ lên mới thấy được cái mưu mô quỷ quyệt, cái lương lẹo, cái láo khoét, cái bịa đặt, cái chụp mũ người này đấy, chụp mũ người kia, chụp mũ người này, chụp mũ người kia. Tôi không nói vì miếng ăn miếng gì, nhưng mà cuộc đời mình sống mình đã lớn tuổi rồi. Hay là hai bên quánh tù xì đi coi như không. Khi mà mấy chục năm nay có những người á, em là người quyết định chị. Tôi nói chị đây. Chị không lên là chị nói chị không lên. Mấy chục năm nay có những người á, nó sống ở Mỹ như ông Ngô Kỷ á. Mình mention tên ông nhiều quá không thích. Một cái nhiều người qua từ năm 75 đúng không? Mấy chục năm tuổi rồi, gần 70 tuổi rồi. Mà không dám sống thật cái lòng mình. Không có thật. Cái ví dụ người này sai, người ta mình nói sai người này. Đúng mình nói đúng. Không có phê phái chụp hết người này, cứ tôi đã nói kết luận cái câu này, tất cả những cái người kẻ đây nè. Điển hình như Ngô Kỷ nè, rồi nhiều như Trúc Hồ đám gì đó gây quỷ đó, phải làm một cái buổi tiệc cảm ơn Đảng Cộng sản, cảm ơn chính quyền Việt Nam. Tại vì có chính quyền Nam, có Cộng sản, họ mới mùa tranh cử họ dùng cái nón cối chụp mũ hết người này nọ, rồi mới gây quỷ kiếm tiền. Nên cảm ơn đi, đứng đầu tên Ngô Kỷ, Trần Nhật Phong, Trung Quốc Quy rồi vậy đó. Là tụi nó có Cộng sản, nó mới cái chữ Cộng sản nó mới lên YouTube kiếm view kiếm đồ nó sống. Nên cảm ơn, tại sao cái chữ họ hoài sao? Không có Đảng Cộng sản, không có chính Việt Nam thì tụi không có biết cơ. Em nói câu đó cứ bị người ta hiểu ngược không? Đó là gọi là cái thành phố Westminster với những cái vấn đề của thành phố Westminster. Cho nên là nhiều lắm những cái câu chuyện của thành phố cần phải nói tới. Trong thành phố, ngoài thành phố, giữa các cư dân gốc Việt và cư dân Mỹ vân vân và vân vân. Câu chuyện này sẽ còn rất là dài trong những ngày tới. Chúng ta tiếp tục theo dõi và chúc cho mọi người một cuối tuần thật là vui vẻ và bắt đầu vào một cái mùa Giáng sinh, mùa đông đầy sức khỏe, đầy hạnh phúc và bình an. Ngay tại thành phố Westminster, phố Bosa TV. Happy Holidays! Teletron kính mời quý đồng hương tham dự đại nhạc hội hoàn toàn miễn phí, lần đầu tiên quy tụ hơn 60 ca nghệ sĩ nổi tiếng được tổ chức tại Teletron Garden Grove liên tục trong 3 ngày. Thứ 6 17 tháng 12 và thứ 7 18 tháng 12 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối và chủ nhật 19 tháng 12 từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối. Đặc biệt hot dog và soda chỉ $1 mà thôi. Và để tống tiễn năm cũ đón chào năm mới, Teletron dọn warehouse đại hạ giá đến 80% off trên nhiều sản phẩm sức khỏe và tiện nghi gia đình. Xin nhớ 3 ngày 17, 18 và 19 tháng 12. Đại nhạc hội miễn phí lần đầu tiên quy tụ hơn 60 ca nghệ sĩ nổi tiếng được tổ chức tại Teletron trên đường Beach Golf Garden Grove. Điện thoại 714-892-6999, 714-892-6999. Trang nhà teletronusa.com.